Dạ thưa quý vị, bên tay phải Đại Nghĩa bây giờ đây là Phương An, Miko Lan Trinh. Ủa cái gì như hoa hậu quý bà vậy? Dạ anh nói gì vậy, em là học sinh ngày hôm nay đi học mà đi hoa hậu quý bà là sao? Học sinh mà đâu có ai ra mà chào vậy em. Anh mà học sinh mặc đồ kìa trời. À, học sinh mặc đồ thiệt là phụ huynh luôn đó. À, mặc đồ cho nó nổi bật một tí xíu để chứng tỏ là mình cũng có văn hay chữ đẹp. Ủa mặc đồ nổi bật thì có liên quan gì cái chuyện mà văn hay chữ đẹp em? Dạ thì người ta hay nói là rau ông nọ cắm cằm bà kia. À. Dạ thầy bói xem voi à. cái gì đó nhiều lắm. Mới ra mà sổ văn sổ thơ nho này kia quá trời luôn. Hy vọng rằng bữa nay em thành công với chương trình nha. Còn bên tay trái Đại Nghĩa đây, hai anh chàng ca sĩ đẹp trai Đại Nhân và Hồ Việt Trung. Em chào anh Đại Nghĩa. Cái gì đâu mà khoanh tay cú gặp người dữ vậy em? Lễ phép lắm trước giờ rồi. Dạ. Còn em sao Nhân? Sao là sao anh? Trời ơi, sao cái gương mặt mà giống như là cà khịa với anh vậy? Tại vì là cái chương trình này em sẽ lòi ra ngu văn, ngu chữ anh ơi. Nhạc sĩ em cũng sáng tác nhạc. Anh đừng có đặt áp lực lên người đúng em không? Thì cái chuyện mà phải có văn thơ đúng trong đầu dạ, nó là cái chuyện hiển nhiên. Dạ đúng, kiểu như anh gỡ gạt trước anh. Thí dụ một lát mà mình giỏi quá mà nói à khiêm tốn. Còn nếu như mà không biết thôi à mình đã thú nhận từ đầu rồi. Kiểu là bằng cái kiểu cái đòn phủ đầu phải không? Đặc biệt là với anh em nghệ sĩ thì đa phần khi còn đi học phổ thông chúng ta sẽ giỏi như môn xã hội, đặc biệt là môn văn. Dạ không? Dạ không. Sao em ngược lại hả? Em văn A. Dạ em A, dạ văn Liên Hóa. Dương Lý. Dạ. Còn Hằng. Dạ em cũng vậy. A luôn. Hả? Còn Nhân? Dạ em kiến trúc cũng là A luôn. A luôn. Còn Trung? Dạ em học giỏi lắm. Bây giờ thì mình sẽ phải đến một cái công đoạn nó cũng rất là quan trọng. Mình phải chọn đội, tìm ra được cái người đồng đội phù hợp với mình. Bởi vì đây á sẽ là một cái sự phối hợp ăn ý giữa hai người chơi. Em à, chọn anh Nghĩa. Em cũng tính nói y chang vậy. Tại vì là đây là người là có kết quả. Thôi đợi anh em mình bốn người đi. Cái gì vậy? Nó tự nó méo cái tay tôi lên luôn vậy đó. Thôi chọn nhau đi. Anh thiệt bớt bám díu vào anh nha. Chúng ta sẽ phải có một cái trò chơi dân gian quen thuộc với chúng ta từ cái thời ấu thơ. Nếu như mà các bạn mà cảm nhận được nhau và đây là cái đối tượng phù hợp với mình thì xem như chúng ta chọn người đó làm đội. Bịt mắt bắt dê. Đó, đó là cái trò anh tính nói với em. Trời sinh cho mình luôn nè. Đừng có cố tình lấy lòng MC nha. Trò chơi bịt mắt bắt dê lần này không phải là một người bị bịt mà cả bốn người bị bịt luôn. Và các bạn sẽ phải tìm lấy nhau. Bờ vai này vạm vỡ quá. Wow, lưng dài quá. Chắc làm biến lắm đây. Thôi bỏ à, đi qua tìm người khác nha. Và khi nào hai bạn cảm nhận được ô, chúng ta thuộc về nhau thì xem như chúng ta mở mắt ra. Và đó là một đội. Và bây giờ trò chơi bắt đầu. Bây giờ mọi người im lặng nha. Anh sẽ thay đổi vị trí của mọi người. 3, 2, 1, bắt đầu. Ui, im lặng. Ai vậy? Ôi bàn tay mịn màng quá, ai vậy? Em biết ai rồi. Ai vậy? Ai đi đỡ té. Đứng yên để cảm nhận. Trời ơi, thấy bóng bóng là biết ai rồi. Sao có đồng ý là của nhau hay không? Em ưng. Còn bên đây? Dạ em chịu anh. Dạ em đồng ý. Em ưng, em chịu, em đồng ý. Vậy thì các bạn là của nhau, chúc mừng. Như vậy là xem như các bạn ấy đã tìm thấy nhau. Và các bạn cũng cảm thấy rằng là rất là hài lòng. Rồi bây giờ đã có nhau rồi, hãy đặt cho nhau một cái tên nào. Đội của chúng ta lấy tên là gì? Đại Lan. Tại sao vậy? Dạ Đại Nhân với Lan Trinh. Nghe tên hay chứ đúng không? Bên đó. Đại Lan phải không? Bên em Mộc Lan. Mộc Lan. Trời ơi, dễ thương luôn. Đại là phải con Mộc bên đây chứ. Mời Đại Lan và Mộc Lan về chỗ. Chương trình của chúng ta có tất cả là 3 vòng thi. Mỗi vòng thi có 3 câu hỏi. Đó là những câu ca dao hoặc là những câu thơ lục bát. Và mỗi câu như thế nó hiển thị lên 14 ô. Câu 6 nó là từ A1 cho tới A6. Câu 8 là từ B1 cho tới B8. Thơ lục bát mà là câu 6-8. Và chúng ta sẽ phải mua một lần như vậy được mua tối đa 3 ô. Để chúng ta lật lên xem coi bên dưới những cái ký tự đó nó là những cái từ gì. Mua bằng gì vậy anh? Bằng tiền chứ em. Trời ơi. Tụi em hả anh? Dĩ nhiên là không. Bởi vì đến với chương trình này thì anh luôn dành cho các em những cái sự ưu ái. Anh sẽ dành tặng cho mỗi đội một số tiền nho nhỏ. 20 triệu. Trời ơi. 20 triệu này nó có thể sẽ tăng lên tùy vào trí nhớ của các em ra sao về những câu ca dao. Trong đó có kèm những lời gợi ý của anh nữa mà. Sau khi nhớ ra làm gì nữa. Lên đây chạy thiệt nhanh, quýnh vô cái chiên.
để chi? Coi như là mình mua cái quyền trả lời. Nó là một cái sự đầu tư nghiêm túc, cho nên phải tính luôn cái chuyện là ai sẽ là người phóng lên quánh chiên. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng thi đầu tiên, vòng khởi động. Đón quý vị khán giả đến với sau hai chữ. Đây là vòng 1, vòng khởi động. Vòng 1 khởi động. Vòng 1 có 3 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 14 ô chữ. Mỗi đội mua tối đa 3 ô chữ, tối thiểu 1 ô chữ. Mỗi ô chữ trị giá 500.000 đồng. Sau gợi ý, mỗi đội chơi gõ chiên để mua quyền trả lời. Mua mỗi lần trả lời giá 1 triệu đồng. Mỗi đáp án trùng khớp được thưởng 10 triệu đồng. Sau một lượt, nếu cả hai đội chưa có đáp án trùng khớp thì sẽ mở lượt bảng thứ hai. Nếu cả hai đội đều không có đáp án thì đáp án sẽ được công bố. Ngoài những điều anh đã chia sẻ với các em về luật chơi, chúng ta còn một cái quyền nữa. Cái bảng màu xanh này sẽ mang đến cho chúng ta 3 quyền lợi. Quyền đầu tiên, mua ô chữ miễn phí. Quyền thứ hai, lên quýnh chiên cái âm một cái miễn phí luôn. Đó là quyền mua cái phần trả lời miễn phí của chúng ta. Và cái quyền thứ ba, nếu như tài khoản của chúng ta dưới 5 triệu, lúc đó xin cái quyền cấp vốn. Anh sẽ cấp vốn cho các em, cấp bao nhiêu thì tùy anh nha. May quá, mối quan hệ của anh với Nghĩa cũng tốt. Hồi nãy em thấy chặt Nghĩa nhiều lắm á, em thấy mà nó chặt Nghĩa nhiều lắm rồi. Em thiệt. Mới ra là hay liếc anh rồi cà khịa này kia nữa, đúng không? Rồi. Bên trong hậu trường á, chị Trinh nói là hôm nay anh Nghĩa mặc đồ chói hơn chị Trinh không có thích. Anh ơi, bởi vậy hả, thị phi quá, anh phải nghe em, anh phải tin em, anh thấy không, mặt em thánh thiện hiền lành không, em không bao giờ nói những cái câu vậy trơn. Thiệt ra không thấy ai hiền hết á. Thôi tập trung vô cái phần thi của chúng ta đi cái đã, còn cái phần tình cảm bàn sau. Dễ không anh? Rất dễ. Câu số 1, mời ô chữ. Đánh chuông anh. Có biết cái gì đâu mà đánh. Giờ muốn mua ô nào cái đã. Bây giờ thường ca dao tục ngữ cái từ đầu tiên rất là quan trọng. Đúng. Ví dụ công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như đó, chữ công là biết công rồi không? Dạ đúng. Đó, và em mua từ A1. A1. B1 hả? Ừ, A1, B1. Với B8. B8. Đầu cuối luôn. Đúng rồi. Gom. A1, B1, B8. Còn bên đây, trung với hàng sao em? A2, B2. A6. A6, B7. Không, ba từ thôi, mua quá vậy. B2 hoặc là B7, tùy anh. B2 đi. B2 đi, em không nghĩ. A2, A6 và... B2. B2. Tên đánh chuông cho anh. Chưa, bây giờ sẽ là gợi ý. Sau đó còn mở cô lên coi lại gì nữa chứ. Gợi ý. Câu ca dao nhắc nhở mọi người đừng bao giờ quên nguồn cội của mình. Mời ô chữ. Con người. Cái gì vậy? Cái này quen lắm á anh ơi. Rồi, biết rồi. Con người, biết con người. Cái gì? Từ từ. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Bên đây đại nhân trước. Bên kia hù tôi. Bên cùng đọc một nhịp. Bây giờ phải cân nhắc lại cho chính xác. Bởi vì nếu như mà mình đọc ra mà sai á là thì sẽ đi... là một cái sự gợi ý cho bên kia. Đúng rồi đấy. Đúng rồi, đừng bình tĩnh luôn vậy chứ. Căng lắm nha. Đúng rồi đó anh. Cái gì chứ, tưởng cái gì chứ mấy cái câu này hả, không biết. Ngày xưa đi học cô dạy không có đâu, lớp 3 cô giáo dạy nhớ không? Câu này là suy luận thôi. Suy luận. Cô giáo thôi thì tụi em biết lớp 3 là cô giáo dạy luôn. Biết thì đợi câu trả lời đi này, nhắc nè, trả lời đi. Con người .. Im lặng, đừng có chơi quánh đòn hù. Đây, đọc. Con người có cổ có tông, như cây nhớ cội. Như cây nhớ cội, như sông nhớ nguồn. Chốt chưa? Có tổ có tông, như sao nhớ. Ok. Con người có tổ có tông, như cây nhớ cội. Như cây nhớ nước, như sông nhớ nguồn. Như cây nhớ cội hả? Rồi rồi, bảy rồi. Sai rồi. Như cây nhớ cội, như sông nhớ nguồn. Chốt chưa? Chốt. Chắc sai vậy. Mời hai em về chỗ, cả cái dùi cho anh phóng lên tranh giành. Nếu như bên đây trả lời sai thì đương nhiên là tới lượt bên mình, không cần phải tranh giành. Có bị trừ 1 triệu không anh? Có chứ. Bên kia ngồi xuống đi, có gì đâu vội. Bên đây đúng hết rồi. Chiên này kia đâu khởi động đâu. Đại nhân và Miko đã rất dõng dạc đọc lên. Có người có tổ có tông, như cây nhớ cội, như sông nhớ nguồn. Đây là đáp án. Sai. Trời ơi. Sao bên mình có lên không? Lên luôn anh. Coi tôi nè. Câu đầu là chị đúng nè, nhưng câu sau là chị sai nè. À, anh sẽ bẻ tụi em lại lên nha. Gõ chiên. Nè, hey. Đó. Để cái này nè. Sao em?
con người có tổ có tông đó. Là đúng. Tiếp. Như cây có. Như cây có lá. Cũng có cội mà không phải nhớ đâu mà là có. Như cây có cội, như sông có nguồn. Chốt chưa? Cây có cành. Đó gì? Đó chữ cái chữ phân nhân cái chữ là chữ đó có đó. Người có tổ có tông như cây có cội như sông có nguồn. Chốt chưa? Chốt. Mời Kem về chỗ. Như vậy là bên đội Mộc Lan các bạn đọc lại cái câu cũng giống như đội Đại Lan, chỉ có khác nhau bên đây là nhớ, bên đây là có. Vậy thì bây giờ anh sẽ mở đúng cái ô mà Kem khác biệt với bên kia, B3 và B7. Hồi nãy bé Trinh đòi mấy cái chữ ở giữa giữa thấy chưa? Để coi lật cái ô B3 và B7 lên nó là từ gì nha. Mời ô chữ. Trời ơi ta là có tổ có tông như cây có cội như sông có nguồn. Đúng là có rồi, ai nghĩ là tiểu nhớ chi cho không em tại vì là vậy. Câu tục ngữ thì nó đơn giản thôi chứ. Người ta nói con người có tổ có tông tức là có ông bà cha mẹ mình. Dạ. Thì giống như cái cây nó phải có cái cội. À. Trừ khi nào con người nhớ tổ nhớ tông. Đúng rồi. Còn phải anh... nhớ rằng là ca dao là cái luật gieo vần bằng trắc, nhất là trong thể thơ lục bát. Ra anh không nói rằng các em sai nha. Anh nói ca dao nó có rất là nhiều những dị bản. Nè, thì có cái câu của em là một dị bản, nhưng mà cái câu mà trùng khớp với đáp án là cái câu này. Bên kia hơn hồi. Hoặc là có anh? Cái câu dị bản thế này nữa nè. Ta nói là con người có cố có ông. Tức là rất nhiều những cái dị bản, bởi vì do cái tính chất truyền khẩu qua từng thế hệ khác nhau, từng vùng miền khác nhau, cho nên nó có cái sự khác biệt là như vậy. 10 triệu dành cho đội Mộc Lan. Em cảm thấy không hài lòng vì cái câu mà chị Trinh nói là bên kia hơn thôi. Sao em? Tại vì chị Trinh được trả lời trước đúng không anh Trung? Anh đã nhường cho em lên trước. Nhưng mà là em với anh Trung đã nói được cái chữ có trước rồi. Bên kia đọc nhớ là tụi em không biết. Người ta nói là đường dài mới biết ngựa hay. Dạ. Nói đi rồi thôi. Ngồi